được bám rồi nhé. Chú lên được trên rồi hả mẹ? Trời ơi, leo lên đây được. Mẹ, em đứng lên đây đi, đứng dưới cho. Xô theo cô kìa, xô ơi, theo cô, cô kìa, cô kìa, hai cô thiếu cái cờ. Bây giờ Hồng Kông là duy nhất là chỉ còn một cái chỗ rạp phim này, đây là chuyên biểu diễn, là người biểu diễn hát chèo như là chèo cả thứ là cái này, chỉ còn mỗi cái chỗ này thôi. Xe. Con ghẹ to rồi xuống.
sẽ đi cùng anh chị mình chỉ một vòng. Sau khi chỉ một vòng xong đấy là mình sẽ tự do chơi trong đó. À, cho đến giờ là mình sẽ quay trở lại điểm hẹn. Và thì cá bơi ở dưới nước mình có cảm giác như là đang bơi theo đàn tiên cá. Cái khu vực xem phim 3D này thời gian đây là khoảng 10 đến 15 phút thôi. Cũng không có dài, không có thời gian cũng nhiều và xếp hàng cũng tương đối nhanh. Ở trong cái khu vực phim 3D đấy là mỗi một lần được rất là nhiều người vào. Những con khỉ, con vượn là cũng thích sẵn hai bên rừng đấy. Là thuyền đi qua là cầm súng ra là bắn. Thế là chúng thuyền là sẽ bị đắm thuyền. Nên là
mà Disneyland nó cũng có resort luôn á. Disneyland resort đó, đi xe lên rồi so đó. Đẹp quá mẹ ha. Chiều nắng lên, chiều nắng lên mình đi chụp hình. Chụp đi chơi đi. Đứng đây thôi nha, để hồi không mấy á. Nè, lẹ lên nè. Mẹ máy kia, máy kia. Đây nhá, tổng công viên là cái này anh. Vào cái sông rồi, đây là đang làm việc của đây là chính giờ hành. Nếu anh chị mà đến sớm, nên là người đâu đó. Nghĩa là đúng là tiểu công chúa hoàng tử. Đứng đứng ngồi đó đi bóc chụp cho đúng rồi. Bên là đường đây. Trời miếng nhà nhà dễ thương không à. Xinh xinh quá vậy thương. Cửa hàng á đã. Cửa hàng của mà nó tạo cái kiểu đó. Thank you.
cặp đấy chạy không? Chạy không? Vô.
chợ. Như đi chợ. We ask that you please refrain from eating, drinking, or using flash photography during today's performance. All right, everyone. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Living in the sun, oh, giving you one day.
force of a great typhoon. Be a man with all the strength of a raging fire. Growing up there, but that is a big mistake. You still got the world.
much as you are. Such wonderful things around you. What more is you looking for? Thank you.
lên mua thôi. Language indicated by a sign above each of the turnstiles. Although some lines may look longer than others, the wait time is the same for each queue. Enjoy your adventure on the Jungle River Cruise today, and we warn you, you may get wet. Nào là thùng xé, nào là thùng gì tùm lum, thùng méo gì tùm lum vậy. Ông đi đánh ai vậy? Đi vòng vòng mà, ông không được. Rồi, cái nghề của ông là vậy mà. Swimming instructor for the next month's exciting day and have a romantic night. This is a water ride. You may get wet, so please protect your own personal belongings, such as your mobile phone and camera. And please keep your arms and hands inside the boat, please. Mình đi sớm mà mày. Lúc nào mình đi sớm đúng không? Chờ gì đợi. Đợi với cái gì đi. Chưa chưa đi. Dầu tạo đẹp ghê không mày. Mai mai đâu có dầu tạo không mày. Let's say goodbye to the rock star people. Ready? One. Okay. Okay. Do you think it's or not? You know it's so cute. It's our Edison brother. Oh, no. Oh, that's so cute. That's so cute. I'm scared. That's so big. Look at it. Con voi kìa, con voi dưới kìa xuống. Đang tắm rồi xuống. It's really big. Do you know they can jump over 20 feet away? That's cool. Đáng kìa, đáng kìa, đáng kìa, đó. Thôi kìa, ngồi dậy coi, đâu có xa đâu. That is a ancient temple of the Ganesha. Ghê không? The elephant god. This cucumber poisonous snake is protected by the elephant god. Ghê cá sấu kìa. Yeah, so many people are already so please keep your arms and hands inside the pharmacy. Yeah, yeah. It's a professor. We head to Africa, so many, many animals. Do you know how to discuss a male zebra and a female zebra? It's too easy, let me tell you. A male zebra is a black with white face, and a female zebra is a white with black face. This is the number two most animal in the jungle, the Africa elephant. Let's say hi, please. Hello! Hi! Yeah. Oh, I can't stand or argue with the animal because one of us has
ơi. Đó, mọi là cái gì? Cái gì mà tới ấy rồi. Bộ lạc đó, bộ lạc đó. Bộ lạc đó. Bộ lạc săn đầu người nè. Bộ lạc săn đầu người. Tôi ghê quá. Rồi. Ồ. Lửa đó. Nãy cô nói đó chứ không chết rồi. Ủa mình có vô cho nó không? Please, okay.